bạn đang điên đầu vì ngập lụt trong núi công việc. Bạn bị sếp pressing hàng ngày, bạn cảm thấy khó khăn trong việc sắp xếp khối lượng công việc của mình để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu cũng rơi vào những tình trạng này, thì đã đến lúc bạn cần tìm cho mình một phương pháp để có thể quản lý và thực thi công việc của mình một cách hiệu quả. Học tập và làm việc hiệu quả sẽ luôn là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách để tối đa hóa thời gian và năng suất của mình. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số phương pháp mà bạn có thể áp dụng để học tập và làm việc một cách hiệu quả hơn. Những phương pháp này được chứng minh là mang lại hiệu quả cao và được sử dụng rộng rãi bởi nhiều người thành công trên khắp thế giới. Hãy cùng khám phá nhé! Khi đi làm, bạn có bao giờ cảm thấy căng thẳng, chán nản và mất động lực? Động lực nội tại là cuốn sách mang tính ứng dụng, hướng dẫn bạn cách thay đổi bản thân và từ đó thay đổi môi trường xung quanh bạn. Cuốn sách đưa ra các chỉ dẫn cụ thể giúp bạn nuôi dưỡng sự hào hứng. Hào hứng giúp cho bạn yêu thích những gì mình làm và hướng tới một cuộc đời hạnh phúc và thành công. Khám phá những điều mới mẻ và dinh ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhé! Đầu tiên, phương pháp Pomodoro. Phương pháp làm việc hiệu quả Pomodoro còn được gọi là phương pháp quả cà chua. Nó là phần mềm được sáng tạo và phát triển bởi Francesco Cirillo, một CEO người Ý. Với phương pháp này, bạn chia công việc thành các khoảng thời gian ngắn, thường là 25 phút, và các khoảng thời gian ngắn nghỉ giữa chúng. Khi một khoảng thời gian kết thúc, bạn đánh dấu nó và nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn trước khi bắt đầu lại. Pomodoro cụ thể như sau. Bước 1, bạn cần chọn công việc mình sẽ tập trung làm. Bước 2, bạn cần tiến hành đặt thời gian đếm ngược trong vòng 25 phút và nỗ lực tập trung cao độ làm việc trong vòng 25 phút đó. Bước 3, kết thúc một chu kỳ làm việc 25 phút, bạn sẽ nghỉ giải lao 5 phút. Bước 4, sau 4 chu kỳ Pomodoro, bạn nên nghỉ dài hơn từ 10, 15, 30 phút để giảm căng thẳng. Việc lựa chọn thời gian nghỉ cần căn cứ theo tính chất công việc, mức độ căng thẳng cũng như sức khỏe của bạn. Để đảm bảo thực hiện phương pháp làm việc hiệu quả Pomodoro, bạn nên lưu ý một số nguyên tắc như: một Pomodoro cần được thực hiện liền mạch, tập trung cao độ, không bị ngắt quãng. Nếu công việc được hoàn thành xong trước 25 phút, bạn nên dành thời gian còn lại để rà soát, tối ưu các chi tiết công việc. Thời gian nghỉ 5, 10, 15 hay là 30 phút giữa các Pomodoro cần là quãng thời gian nghỉ ngơi thật sự của bạn. Bạn có thể nhắm mắt thiền định, đi lại và ngắm nhìn thiên nhiên để thoải mái. Bạn không nên dành thời gian nghỉ để vào mạng xã hội hay là đọc tin tức. Những việc đó thường không giúp bạn thư giãn và sẵn sàng cho chu kỳ Pomodoro tiếp theo. Pomodoro là một phương pháp làm việc khoa học, có thể sẽ giúp bạn gia tăng đáng kể hiệu quả công việc. Nguyên lý của phương pháp là đề cao sự tập trung cao độ, thực hiện công việc theo khoảng thời gian cố định. Khi bạn có sự tập trung thì hiệu quả công việc của bạn tất nhiên là sẽ được cải thiện. Thứ hai, phương pháp 80-20. Phương pháp 80-20 hay còn được gọi là định luật Pareto là một trong những phương pháp quản lý thời gian và tài nguyên hiệu quả nhất trong công việc. Theo đó, phương pháp này cho rằng 80% sản phẩm hoặc là kết quả được tạo ra từ 20% công sức và nỗ lực. Áp dụng phương pháp 80-20 trong công việc, bạn có thể tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất và ưu tiên thời gian và tài nguyên cho chúng. Bạn có thể chia công việc thành các mục ưu tiên và xác định được những nhiệm vụ quan trọng nhất để hoàn thành trước, giảm thiểu thời gian và tài nguyên cho những nhiệm vụ ít quan trọng hoặc không cần thiết. Cụ thể, ứng dụng nguyên tắc Pareto trong quản lý thời gian và công việc hàng ngày, bạn cần những thứ như sau. Bước 1, xác định các nhiệm vụ ưu tiên. Bước 2, xác định thời gian làm việc hiệu quả của bản thân. Bước 3, thường xuyên thiết lập và đánh giá lại các mục tiêu. Bước 4, thiết lập những khoảng thời gian cho các công việc lặt vặt. Bước 5, tạo ra phần thưởng cho mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Phương pháp 80-20 cũng giúp các bạn đánh giá lại các hoạt động và quy trình trong công việc, từ đó tối ưu hóa và loại bỏ các hoạt động không cần thiết, giảm thiểu thời gian và tài nguyên để tập trung cho những hoạt động quan trọng hơn. Thứ ba, phương pháp Eat the Frog. Mark Twain đã từng nói, nếu việc của bạn là ăn một con ếch sống, tốt nhất hãy làm điều đó vào buổi sáng. Nếu việc của bạn là ăn hai con ếch, hãy chọn xử lý con lớn trước. Đây cũng là nguyên tắc Eat the Frog cho những ai theo đuổi con đường thành công. Nhấn mạnh vào việc ưu tiên giải quyết những việc mà bạn có khả năng trì hoãn cao nhất. Phương pháp Eat the Frog là một phương pháp quản lý thời gian và công việc được đề xuất bởi tác giả Brian Tracy. Ý tưởng chính của phương pháp này là bạn nên bắt đầu làm việc bằng cách hoàn thành nhiệm vụ khó nhất hoặc quan trọng nhất đầu tiên trong ngày, giống như ăn con ếch đầu tiên trong bữa sáng của mình. Để xác định được đâu là con ếch cần được ưu tiên, bạn hãy chia các việc cần làm trong ngày ra thành 4 mục. Đầu tiên, việc bạn không muốn làm nhưng thật sự cần làm. Thứ hai, việc bạn muốn làm và thật sự cần làm. Thứ
Thứ ba, việc bạn muốn làm nhưng không thật sự cần làm. Và cuối cùng, việc bạn không muốn làm và không thật sự cần làm. Và con ếch chính là những việc bạn không muốn làm nhưng mà cần phải làm. Giờ thì bạn chỉ cần tập trung vào hoàn thành nó thật tốt. Áp dụng phương pháp này sẽ giúp bạn tập trung nhanh chóng và xử lý các nhiệm vụ quan trọng nhất trước khi bị phân tán bởi các công việc khác. Ngoài ra, nó cũng giúp bạn đánh giá lại các nhiệm vụ và ưu tiên công việc một cách hiệu quả hơn. Bạn có thể xác định những nhiệm vụ quan trọng nhất và đặt chúng lên đầu danh sách công việc để hoàn thành. Nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ khó nhất hoặc quan trọng nhất đầu tiên trong ngày, bạn sẽ có cảm giác thoải mái hơn và tự tin hơn để tiếp tục làm việc trong các nhiệm vụ khác. Đồng thời, bạn cũng sẽ tránh được tình trạng hoãn lại công việc quan trọng cho đến cuối ngày hoặc là đến khi gần deadline. 4. Phương pháp làm việc hiệu quả FAST. Phương pháp làm việc hiệu quả theo nguyên tắc FAST là nguyên tắc được xây dựng trên 4 nguyên tố bao gồm FROG, ACTION LIST, SLICE và TIME. Theo đó, cụ thể, F, FROG, ăn ếch. Mỗi ngày làm việc bắt đầu, bất kỳ ai cũng chỉ có giới hạn 24 tiếng đồng hồ. Do đó, bạn hãy mạnh dạn ăn ngay con ếch khó nhằn, khó bắt nhất trong ngày. A, ACTION LIST, thiết lập danh sách hành động. Bạn dành thời gian ít phút suy nghĩ và lên danh sách các việc cần làm trong ngày. Danh sách có thể gồm từ 1 đến 3 con ếch, các việc khó khăn và quan trọng, và 5 đến 7 con nòng nọc, các việc dễ dàng và kém quan trọng hơn. Khối lượng công việc trong danh sách có thể tăng giảm theo tùy khả năng làm việc của bạn. Và bạn nên cố gắng hoàn thành xong danh sách công việc mỗi ngày để duy trì tinh thần kỷ luật và sự hào hứng với công việc. S. Slice, thái thịt ếch. Có những chú ếch quá cỡ khiến cho bạn cảm thấy khó ăn, khó xử lý, cũng như nhiều việc rất quan trọng nhưng cũng vô cùng thử thách khiến chúng ta e ngại. Trong trường hợp đó, bạn hãy dùng cách thái thịt ếch, chia nhỏ công việc khó khăn, dài hạn ra thành các công việc nhỏ, thực hiện theo những bước ngắn hơn. T. Time, khả năng nhận biết thời gian. Bạn sẽ thật khó để có thể tập trung cao độ, làm việc hiệu quả trong thời gian dài liên tục. Do đó, bạn nên chia thời gian làm việc của mình ra thành các khoảng thời gian ngắn hơn. Ví dụ như là khi bạn tập trung làm việc trong 25 phút, sau đó lại nghỉ ngơi 5 phút trước khi bắt đầu vào cuồng làm việc tiếp theo chẳng hạn. Nguyên tắc FAST là một nguyên tắc nhấn mạnh đến việc bạn cần xử lý nhanh chóng, kịp thời các công việc quan trọng, có tính thử thách ngay từ đầu ngày làm việc. Bạn không nên để những công việc vặt, việc phụ đạo làm sao nhãng tâm trí của mình. Tập trung cao độ xử lý ngay những cái việc quan trọng từ đầu ngày là bí quyết để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. 5. Phương pháp Getting Things Done. Getting Things Done là một phương pháp quản lý công việc và thời gian được đưa ra bởi David Allen vào năm 2001. Getting Things Done giúp cho người sử dụng có thể sắp xếp công việc một cách tổ chức, hiệu quả và giảm bớt căng thẳng trong quá trình làm việc. Cụ thể hơn, Getting Things Done dựa trên nguyên tắc bạn không cần phải ghi nhớ tất cả những việc mình cần phải làm trong đầu và rồi tung lên. Thay vào đó, bạn có thể chủ động ghi chú ra giấy, ứng dụng một cách khoa học và hiệu quả hơn. Cuối cùng, bạn có thể tập trung hoàn thành những công việc và nhiệm vụ thật sự cần thiết. Phương pháp Getting Things Done bao gồm 5 bước chính. Bước 1. Thu thập. Ở bước này, bạn sẽ lên tất cả các ý tưởng, công việc, trách nhiệm và sự kiện trong cuộc sống của bạn và viết chúng xuống một danh sách. Bước 2. Phân loại. Bạn sẽ xem lại danh sách và phân loại các công việc theo độ ưu tiên, đồng thời loại bỏ những công việc không còn cần thiết hoặc không quan trọng. Bước 3. Xử lý. Tại đây, bạn sẽ tiến hành xử lý từng mục trong danh sách bằng thực hiện, lùi lại hoặc giao cho người khác hỗ trợ. Bước 4. Tổ chức. Bạn cần sắp xếp công việc vào các danh mục và hạn chế thời gian để hoàn thành chúng. Bước 5. Xem xét. Đây là bước cuối cùng, yêu cầu bạn phải xem lại các danh sách và công việc hàng tuần, hàng ngày hoặc hàng năm để cập nhật và điều chỉnh lại kế hoạch. Phương pháp Getting Things Done giúp cho người dùng có thể sắp xếp và quản lý công việc một cách hiệu quả, đảm bảo rằng họ không bị quá tải về công việc và có thể hoàn thành chúng đúng hạn. Cho đến nay, phương pháp của Allen vẫn được rất nhiều người theo đuổi và ứng dụng cho cuộc sống nhằm giải quyết công việc một cách hiệu quả. 6. Phương pháp ma trận Eisenhower. Được sáng tạo và đặt tên theo vị tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, Dwight D. Eisenhower, dựa trên hai đặc tính, quan trọng và khẩn cấp. Ma trận Eisenhower là một công cụ tăng hiệu quả công việc và loại bỏ những hoạt động gây lãng phí thời gian và không giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu của mình. Áp dụng chiến lược Eisenhower rất đơn giản. Bạn liệt kê những nhiệm vụ bạn phải làm, kể cả những nhiệm vụ không quan trọng nhưng làm mất thời gian của bạn. Sau đó sắp xếp các nhiệm vụ dựa trên tầm quan trọng và tính cấp thiết của chúng, bao gồm khẩn cấp và quan trọng nhưng không khẩn cấp nhưng không quan trọng, không khẩn cấp cũng không quan trọng. Điều tuyệt vời nhất của ma trận Eisenhower
là nó có thể sử dụng cho cả những kế hoạch lớn, kế hoạch cho cả tuần, cũng như những kế hoạch nhỏ hơn, kế hoạch trong ngày. Mindset Eisenhower là một phương pháp quản lý thời gian phù hợp với những người có mục tiêu không bao giờ đạt được vì không có đủ thời gian. Về Eisenhower, bạn sẽ biết cách đánh giá các nhiệm vụ ưu tiên của mình, đồng thời học cách tập trung vào những gì quan trọng hơn là sự khẩn cấp giả tạo. Áp dụng phương pháp này, bạn sẽ không bao giờ phải căng mình ra để giải quyết một mớ công việc hỗn độn nữa. 7. Phương pháp Time Blocking. Bạn thuộc trường phái dễ bị phân tâm khả năng tập trung. Bạn luôn thấy mình bận rộn với hàng hà sa số những nhiệm vụ phải làm. Nếu vậy, Time Blocking là một phương pháp lên kế hoạch và quản lý thời gian được nhiều tỷ phú áp dụng, chính là giải pháp cần bỏ túi ngay lúc này. Phương pháp Time Blocking là một phương pháp quản lý thời gian và công việc bằng cách phân chia thời gian thành các khối thời gian nhỏ và xác định các nhiệm vụ cụ thể trong mỗi khối thời gian đó. Việc sử dụng phương pháp Time Blocking giúp cho người dùng tập trung vào từng nhiệm vụ có thể trong một khoảng thời gian nhất định và giúp họ hoàn thành các công việc một cách hiệu quả hơn. Để áp dụng Time Blocking, bạn có thể thực hiện theo các bước sau. Bước 1, bạn cần xác định tất cả các nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong tuần hoặc là ngày tiếp theo. Bước 2, bạn chia thời gian trong ngày hoặc tuần thành các khối thời gian nhỏ và xác định nhiệm vụ cụ thể trong mỗi khối thời gian đó. Bước 3, bạn cần chuyển đổi các nhiệm vụ cụ thể thành các lịch trình hoặc là danh sách công việc để giúp bạn hoàn thành chúng trong khoảng thời gian được chỉ định. Bước 4, bạn hãy sắp xếp các khối thời gian và các nhiệm vụ cụ thể theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo rằng bạn hoàn thành các công việc quan trọng trước. Phương pháp Time Blocking giúp cho người dùng quản lý thời gian và công việc hiệu quả hơn, đảm bảo rằng họ hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết trong thời gian họ đã dành cho chúng. Nó cũng giúp người sử dụng phân chia công việc một cách rõ ràng và tránh bị phân tán trong quá trình làm việc. 8. Phương pháp Logical Thinking. Tư duy logic là một kỹ năng cần thiết và quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Việc áp dụng tư duy logic giúp chúng ta đưa ra các quyết định đúng đắn, phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp một cách hiệu quả. Để áp dụng phương pháp tư duy logic, trong cuốn Động lực nội tại của Stephen Fogg có đưa ra 5 câu hỏi logic khi làm việc với đồng nghiệp, cũng như khi làm việc một mình. Chúng đều hữu ích để phát triển các giải pháp cho vấn đề riêng của bạn, hay để kiểm tra khả năng chịu đựng áp lực của các đề xuất mà người khác đưa ra trong cuộc họp. Cụ thể, câu hỏi 1, tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề gì? Thiết lập vấn đề dưới dạng câu hỏi, nhớ đưa vào kết quả mà bạn mong muốn. Câu hỏi 2, vấn đề lớn đến mức nào? Tần suất xảy ra của nó là bao nhiêu? Nó gây ra những hậu quả tiêu cực rõ rệt nào? Những dữ liệu và quan sát khách quan nào chứng minh điều đó? Và việc giải quyết vấn đề có thể bổ sung thêm giá trị và lợi ích nào? Câu hỏi thứ 3, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là gì? Cái nào ảnh hưởng nhiều nhất và cái nào ảnh hưởng ít nhất? Cái nào khó giải quyết nhất và cái nào dễ giải quyết nhất? Câu hỏi 4, các phương pháp thay thế có tồn tại không? Nếu có, chúng ta nên sử dụng tiêu chí nào để đánh giá chúng? Chúng ta có thể học hỏi từ những người đã đối mặt và giải quyết các vấn đề tương tự hay không? Câu hỏi 5, giải pháp tốt nhất là gì và chúng ta có thể thực thi như thế nào? Quá trình thực thi có các hoạt động thử lửa nào? Làm sao chia nhỏ quá trình thực thi thành các mốc ngắn, ngày, tuần, tháng để đánh giá tiến độ? Chúng ta cần cập nhật tiến độ theo tần suất thế nào? Nếu trả lời được 5 câu hỏi trên cho các vấn đề công việc hay cuộc sống của mình, tức là bạn đã áp dụng thành công phương pháp tư duy logic để có hướng giải quyết đúng đắn cho vấn đề của bản thân. 9. Phương pháp cân cộng quy tắc 10 phút. Với phương pháp hiệu quả cân và quy tắc 10 phút, bạn sẽ đưa ra tối đa 10 phút để lên kế hoạch công việc. Trong 10 phút này, bạn hãy suy nghĩ về những nguồn lực hiện tại, mục tiêu bạn đang hướng tới và liệt kê tất cả các nhiệm vụ, hành động bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu. Bạn không nên suy nghĩ quá lâu vì sẽ vướng vào cái bẫy của sự chần chờ. Tiếp theo, bạn hãy đặt tất cả các nhiệm vụ của mình lên một cái bàn cân để xem xét. Một nhiệm vụ sẽ cần xem xét ở hai yếu tố cốt lõi là chi phí cần bỏ ra và lợi ích đem lại. Cụ thể như sau, chi phí thấp và lợi ích cao. Đây là nhiệm vụ bạn nên ưu tiên thực hiện đầu tiên. Đó thường là những nhiệm vụ không quá phức tạp, ít tiêu tốn thời gian nhưng có thể đem lại nhiều lợi ích giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu chung. Thứ hai, chi phí cao, lợi ích cao. Ưu tiên thứ hai bạn nên thực hiện là những nhiệm vụ có thể đem lại lợi ích cao nhưng chi phí bỏ ra cũng cao. Trường hợp chi phí về cả tài chính, thời gian hay nỗ lực dành cho một nhiệm vụ quá lớn, bạn có thể xem xét chia nhỏ nhiệm vụ ra thành các nhiệm vụ nhỏ hơn để dễ quản lý và giải quyết. Thứ ba, chi phí thấp và lợi ích thấp. Các nhiệm vụ đem lại lợi ích thấp nên được sắp xếp xử lý nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí nhất có thể. Những nhiệm vụ này ít đem lại giá trị nào đáng kể giúp cho bạn hoàn thành mục tiêu công việc. Và cuối cùng,
chi phí cao và lợi ích thấp. Nếu có thể, bạn hãy loại bỏ những công việc này khỏi danh sách những nhiệm vụ cần thực hiện. Trường hợp bạn vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, bạn nên xem xét giảm thiểu đến mức tối đa các chi phí liên quan. Phương pháp cân và phương pháp 10 phút giúp bạn có thể nhận diện những nhóm nhiệm vụ có thứ tự ưu tiên khác nhau. Do đó, trong quá trình thực hiện, bạn có thể tập trung nỗ lực tối đa cho những nhiệm vụ đem lại lợi ích cao trước tiên để đạt được hiệu quả công việc tốt hơn. 10. Phương pháp Bullet Journal. Nếu bạn là một người thích viết lách và ghi chú, chắc chắn bạn sẽ bị thu hút bởi những loại nhật ký mới mẻ mang tên Bullet Journal. Bullet Journal là một kết quả nghiên cứu của nhà thiết kế web Ryder Carroll dựa trên các ghi chép hàng ngày của ông. Thông qua cách ghi chép truyền thống cùng với các ký hiệu đặc trưng mà ai cũng có thể thực hiện được, bất kể bạn đang làm ngành nghề gì, thì đây cũng là công cụ để quản lý và phát triển bản thân. Phương pháp Bullet Journal sử dụng một sổ ghi chép trống và sử dụng các ký hiệu đơn giản để ghi chép thông tin. Các ký hiệu này đại diện cho các loại nhiệm vụ khác nhau, bao gồm các nhiệm vụ cần phải hoàn thành, các sự kiện, các ghi chú và các thông tin quan trọng khác. Đối với phương pháp này, bạn có thể thoải mái sáng tạo bố cục và cách trang trí phù hợp để lưu trữ các ghi chép và tăng cường khả năng tập trung. Có thể nói Bullet Journal là một phương pháp ghi chép sáng tạo và tạo cảm hứng cho người trẻ, giúp họ tập trung vào những công việc quan trọng và cải thiện năng suất làm việc một cách đáng kể. Chúng ta không thể luôn luôn nỗ lực và làm việc hiệu quả một cách liên tục. Đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, bế tắc và khó khăn trong việc quản lý thời gian và hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Đó là lúc chúng ta cần tìm ra phương pháp giúp mình cải thiện và tăng cường năng suất làm việc. Trên đây là 10 phương pháp giúp bạn học tập và làm việc hiệu quả trong những trường hợp như thế. Hy vọng bạn sẽ áp dụng chúng vào chính cuộc sống và công việc của mình để đạt tới thành công. Đặc biệt, hầu hết các phương pháp trên đây đều được nhắc tới trong cuốn Động lực nội tại, Làm sao để yêu công việc và đạt tới thành công của Stephen Fogg. Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu rõ hơn cách áp dụng các phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc của mình, thì có thể tham khảo cuốn sách mới xuất bản gần đây của Spider Room nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!